thuật, vì người đầu bếp là nghệ sĩ, không chỉ màu sắc kèm gia vị và cử chỉ vừa lòng mà cao quý. Bởi là vì trời nắng hay mưa, dù cái bằng hay thưa thì mấy cô gắng xong vẫn cứ thế là sẵn sàng, nhộn nhịp đông vui ấy cứ thế là đắt hàng. Kể ra tận hết cả buổi chiều, bún bò bún hến em được cơm gà ở Hội An, bún mắm miền Tây thơm mút nhà, hương vị miền Bắc bắt lưu nhất nhà. Checking checking, ngỡ ngàng ngỡ ngàng. Lang thang văn hóa ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu, từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa, còn không cần nghĩ nhiều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là thật vui 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 quá đi. Thơm 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 quá đi. No 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 quá đi. Ngon 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 tuyệt vời. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh xèo? Hôm nay ngon phố đông vui người qua, em nhìn quanh mà phát thèm. Ai 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 à, ai ai à, đi thôi anh ơi đừng tiếc tiền. Ai 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 à, ai ai à, anh ơi đi show ối rồi ơi, hôm nay em ăn cho thật đã đầy. Quậy phá trong căn bếp của tôi à? Đâu có, đâu có. Em đang chuẩn bị mấy món ăn đặc trưng. Món gì? Ở đây có bánh mì, bánh chưng, bánh tét và đậu hũ mắm tôm. Ngọt như sợ món nghe kỳ vậy. Chúng ta thơm. Anh ơi, anh muốn đi ăn. Thôi đến đi. Hát cũng dở mà bước ra cũng sai nhịp. Tao bước ra lại coi. Na 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 na. Đây đây đây. Vô thẳng kia lấy xe về luôn đi. Trời đất ơi thiệt. Ngày hôm nay thưa các cô chú, các anh chị, các bạn thân mến, anh em chúng tôi tụ họp ở đây vào buổi tối hôm nay để mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Ngày hôm nay chúng ta mới có 5 người thôi, mà chương trình mình là Bảy Nụ, tức là gì? Thiếu hai cái nụ. Hả? Còn thiếu hai cái nụ. Còn hai ba. Thiếu hai cái nụ. Còn nha, hai ba. Còn hai cái nụ. Được rồi. Nghĩ thì đừng nói nữa. Chán thì không bao giờ đồng đều được. Chán. Ngày hôm nay chúng ta còn thiếu hai nhân vật, là hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Khi hai người đó xuất hiện thì tất cả chúng ta vô trong kho. Đẹp quá. Vô lãnh cung hết. Xin giới thiệu một cặp đôi đẹp siêu đỉnh. Đó chính là Kỳ Duyên và Minh Triệu. Qua rồi, qua rồi, qua rồi. Đi luôn đi anh. Anh lăn quanh kia là gì vậy? Cao muốn đứng gần, cao, cao quá. Trời, nãy là em xong nhiều. Rồi em định chen vào giữa, em đứng rồi anh ngồi chị Ngọc về. Ủa sao bị dồn dồn sao đó? Đây nè, người ta phải sắp xếp như thế này. Anh Vinh qua bên đây, anh Giang qua bên đây, chung với hai người này là đúng một team. Rồi bên đây là đúng anh nè. Đó, em cũng chịu, chịu, chịu cao đồng đều. Ủa, đó lại là hai anh chị thôi đó, còn em team bên này luôn nè. Này, mấy đứa xài bé ra đó. Mình là phận con cháu, má đây đi má. Má đây đi má. Má đây đi má. Mấy đứa ơi, chào má nè. Dạ thưa má. Hôm nay má đi bán bún đậu mắm tôm mà còn bé quá, mới đòi lên đầu luôn. Quá đáng thật. Ngày hôm nay chúng ta chào đón hai người rất là cao, rất là đẹp. Đó là Kỳ Duyên và Minh Thiệu. Bây giờ hai bạn mà gửi lời chào tới quý vị khán giả nào. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Kỳ Duyên. Mình là Minh Thiệu. Mình là Thúy Ngân. Số hội danh của mình là 32. Mình đến từ Việt Nam. Đây là toàn là những người international, chứ không phải thì ở dưới cài lại nha. Xin phép em là tại vì tụi chị chưa có chào hết. Dạ vâng. Nên em đi chào tiếp đi. Xin chào Quýt Quýt. Trời ơi, cái đội Quýt Quýt sao bằng cái đội này, giới thiệu ra. Hello, xin chào mọi người. Bởi bởi. Thấy chưa, thấy ghê hả? Thế còn anh Vinh là gì? À,
À, xin chào mọi người, mình chuối chuối. Chuối chuối. Luca, hôn bạn nói rồi. Chúng ta chia đội để chơi, để hợp lý. À, thím hai. Trời ơi, em thương chị. Thím hai nào, anh MC kêu thím hai ơi. Thím đó. Thím mắm tôm. À. Không, bây giờ vậy, Kỳ Duyên qua đây đi hả? Kỳ Duyên qua đây. Dạ. Mình tìm qua đây luôn. Theo màu hả anh? Không phải. Theo gì? Chiều cao hả? Theo đẹp. Vậy là mình theo đẹp luôn. Ủa, em là đẹp. Nè, bên đây một đội rồi. Lẽ ra anh sẽ cho hai đứa một đội ở đây. Nhưng dạ, mà cái chữ hiếu là hàng đầu. Dạ đúng. Chữ hiếu nó quan trọng lắm. Công đức sinh thành làm con phải hiếu. Rồi vậy với mẹ nào. Bên đây là có Trương Thi Vinh cũng cao, Minh Triệu cao, Kỳ Duyên cao. Bên đây thì có Thúy Ngân cao. Hai bạn còn lại là xem nó dễ chơi. Anh có ý kiến nè. Em có theo dõi những cái tập trước thì em thấy là chương trình của mình là có những cái thử thách mà phải cần dùng đến sức khỏe rất là nhiều. Nhưng mà kiểu nhìn đội em với cả ở đội bên đấy thì có kiểu chết công bằng quá. Không? Em đừng xem thường. Em nhìn rất là bé nhỏ ấy. Thật ra là em có một lo lắng anh Giang. Tại vì em cũng là fan của chương trình. Ừ. Em xem rất nhiều số. Ừ. Và em thấy là đội của em á, tinh thần là cao có. Ừ. To nhưng có. Mà gian manh là hơi thiếu. Mẹ mới tới mà không biết bên đây cái sự lương lẹo đầy hết trơn. Đây, để anh giới thiệu sơ lược về đội hình đối thủ của em. Anh giới thiệu giống như là đi thi quốc tế. It's a Thúy Ngân, I from Cai Lậy, Thảo. It's a nothing good. Đây là Lan Ngọc. Đó là đẹp người đẹp nết, dòng eo 54, thông minh lanh lợi và hết mình. Cảm ơn em. Ủa, đó. Rồi hả? Đó rồi. Đây. I'm from Miss đôi chân lông nối dài. Miss Miss cầu bình lợi, ưu điểm thì ai cũng biết, lầy lội. Cái thời trang thì chúng ta cũng thấy nó gọi là hả? Fashion. Oh yeah, it's fashion à? Em là fashionista. À. Fashionista from Bình Lợi, Brita. Dạ hả? Ừ. Hôm nay cố gắng làm sao để cho đội kia dù đẹp dù cao cũng không bằng thấp mà lại. Đúng, bên kia chỉ có cái chân dài thôi, còn em là nơi chân lông nối nha. Thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón tất cả mọi người đến với trò chơi đầu tiên của chương trình 7 Nụ Cười Show. Và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình được yêu thích 7 Nụ Cười Show. Bây giờ là một cái game thử thách liên hoàn. Sẽ có hai lượt chơi, mỗi đội chơi một lượt. Và trong lượt đó, ba người cùng chơi. Và dĩ nhiên họ không chơi một lần duy nhất, họ sẽ có nhiều vị trí để hoán đổi. Ví dụ, vị trí đầu tiên sẽ ngậm cái sợi mì này, chạy về vị trí thứ hai. Khi chạy về đây, vị trí kia đã ngậm sẵn xúc xích. Wow, mình được xiên xúc xích. Thì vị trí đó phải xiên cái cây này qua. Và cái môi đụng vào cây xúc xích, kéo ra thì người kia phải ngậm cây này để cho xúc xích nó đi ra. Ui. Là xong một cục. Năm cục này xong thì trong hai người này sẽ có một người tiếp tục chơi. Không cần biết, các bạn tự sắp xếp. Dĩ nhiên là A với B, B với C và A với C. Vị trí B sẽ chạy về đây, nằm lên đây và bơm bóng bóng bằng lưng. Dĩ nhiên có sự hỗ trợ của vị trí C. Đây, ngồi lên đây để người này có cái lực đẩy bóng bóng. Okay. Đẩy đến khi nào bóng bóng nổ thì thôi. Sau đó một người tiếp tục chơi với một người còn lại. Chơi lần thứ hai sẽ về đây. Một người ngồi đây. Ví dụ Vinh ngồi đây thì người còn lại sẽ ngồi đây và MC sẽ đứng đây. Người này không được nhìn, chỉ có người thứ sau nhìn MC. Chúng tôi sẽ có một cái thông điệp, một cái từ khóa các bạn phải nhìn và sau đó nặng. Nặng, nặng cái từ khóa, nặng cho đến khi nào mà người phía trước đoán được năm từ khóa là kết thúc trò chơi. Đội nào nhanh hơn, ít thời gian hơn, đội đó giành chiến thắng. Khó nhờ. Anh nặng cho, anh nặng giỏi lắm.
nhường cho đội cao to lực lượng chơi trước. 3, 2, 1, thời gian bắt đầu. Anh luôn cả xin xích nha. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh. Ngậm vào. Không á, không á. Gì đấy, gì đấy, đúng rồi. Coi chừng gãy đấy. Coi chừng nó gãy. Rồi, lấy xích ra, lấy xích ra, đúng rồi. Rồi, lấy xích. Đấy, đi về. À, tức tức là cảm ơn xích về, cảm ơn xích về. Ôi trời ơi, lấy hàng về ngay. Ngậm vào. Ngậm cái hả? Bỏ này ra, bỏ này ra. Có được dùng tay không? Bỏ được, để hết cái đó luôn á hả? Năm cục, năm cục. Năm cục. Trời ơi. Chưa, 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 chưa. Cái này còn dài mà, cái này còn dài mà. Ngắm xúc xích về đó. Trời ơi, mấy đứa nhỏ bây giờ chơi trò chơi lạ lùng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cây đây, ngắm cây duyên, ngắm cây duyên. Trời ơi, cái này, hai cái mồi nó ghét không? Ghê chứ bộ. Trời ơi, chơi trò chơi gì? Vinh, lát chơi dạ cho cưng. No, 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 no. Em thấy âm nhạc nổi quá anh. Không biết tôi có thể giúp được gì cho hai bạn. Đây là chiên xúc xích nè. Đây là đây chiên xúc xích. Tôi hết cổ họng rồi. Ôi trời ơi. Chết hết rồi. Mấy cục rồi Ngọc? 1, 2, 3, 4. Chưa, từ từ, đừng cười, đừng có cười, cười làm được. Rồi Duyên, chạy qua, Duyên chạy qua, chạy qua, chạy qua. Rồi, rồi, qua, qua. Ai ai là người lập bể thì nằm đây, ai người là giữ chân nằm bên kia. Ôi, trời ơi. Thôi, đứng bên đây cho ổn nào. Không sao. Nè đi, liên tục đi, trời ơi. Nhanh lên. Nổi chưa? Nhanh lên, nhanh lên, cứ tiếp đi, kinh. Nữa đi, nữa đi. Gần rồi, gần rồi. Lên, cố lên. 3 cái nữa. À. Wow. Ai nặng, ai nặng. Ai ngồi phía trước, ai ngồi phía trước. Duyên đừng nhìn lại nha em. Không được nhìn lại. Gì khó vậy? Trời ơi, mấy trò này sao không cho em chung đội với Vinh? Giận luôn. Con vịt hả? Anh Vinh coi chừng nặng cái khác đi. Ủa vậy mà Duyên. À, voi. Đúng, chính xác. Trời ơi, ơi Vinh giỏi quá à. Ôi, khó à. Vinh, tại vì Vinh vẽ mà là Vinh làm cái này đẹp lắm. Ủa, vậy là chị biết đúng không? Chị biết nặng bán này đúng không? Trời ơi, còn phải hỏi. Chị biết nặng còn nữa đi anh, nữa đi, rõ một xíu nữa. Chị nặng vui dữ lắm. Wow, nặng giỏi thiệt. Thiệt ra rồi kìa. Phân phân phải rõ một xíu. Chó, chó, chó. Đúng rồi. Trời ơi, con gì mà chó nữa kìa tụi đó. Thôi cũng giống chó đấy mà. Con vịt. Chết chết. Chó là quá hay rồi. Biết đội mình đi về đâu luôn á. Chó là đội mình ai nặng hay vậy? Đây 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 tập trung. Dạ, chị nặng hơn. Dạ, có trí tưởng tượng hơn. Yeah. Ủa trời ơi, sao nhanh dữ vậy? Trời ơi, con này dễ nhìn. Kiểu ý đồng đội anh. Dám đâu. Cái lưng, cái lưng. Chỉ cần nặng cái đó thôi, thiệt luôn. Đối hay quá hả? Sao Duyên biết nhanh vậy? Đấy, rõ mà anh. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì mà còn nùm ấy nhờ? Duyên ơi, nhìn kỹ Duyên, này rất dễ lắm Duyên. Ôi, Duyên hay thiệt giống rồi. À, con cà, con cà. Cà gì? Cà voi. Cà mập. Chính xác. Mấy con, mấy con. Con cuối cùng. Thiên Ngân, ở lâu mày. Chết rồi. Hay quá Vinh, hay quá Duyên, còn hay nữa. Cái này dễ luôn. Con mèo. Bạn chưa chính xác. Đang tiếp đi, đang tiếp đi. Đang tiếp đi. Chưa chính xác. Đoán cái nào đúng thì thôi, đoán thoải mái. Cứ cứ đoán đi. Con thỏ. Không chính xác. Nói hết đi con hổ. Không chính xác. Con báo. Con mèo. Không. Con lợn. Chính xác. Hết giờ, hết thời gian, kết thúc. Thưa quý vị, cỡ của em á, con nhà người ta đó, nó vừa đẹp, nó vừa cao, nó chơi giỏi. Con nhà ai vậy? Con nhà mẹ dạ. Con nhà mẹ dạ. Con tôi đó, có gì không chú em? Dạ. Thời gian chúng tôi sẽ công bố sao cho nó hấp dẫn. Bây giờ là lượt các bạn, mời sắp xếp đội hình. Thời gian dành cho chúng ta bắt đầu. Ha ha ha.
nhìn vô ghê lắm. Nhanh lên. Ờ, ờ, chút xíu đã chậm nè. Được rồi. Chị gãy, chị gãy. Rồi, gãy xong. Buông tay dạ. Không tính nè. Không phải thằng luôn kìa. Hai đứa nhìn ghê quá. Ghê. Quên quá, mình không tính đúng tội với dạ. Sao vậy, gớm quá vậy đâu. Rất lần nữa là không tính nha Ngọc. Ba rồi, cố lên mọi người, hai cái nữa. Bỏ đi, muốn ăn xúc xích nữa luôn á. Chị Giá, cái xúc xích này có hơi quá khổ so với miệng chị không? Hay quá à. Nhanh, hết giờ rồi, thua người ta bây giờ. Cắm đầu trên xích. Cắm đầu trên xích có gì nghe không? Lại nè, lại nè. Con này thiệt á. Ướt dẹp mà. Ôi lời 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 lời. Chưa, bên kia chưa có, sao nó cắn mà hả? Rồi, có rồi. Cái cây đó nó gì vậy? Ở đâu ra? Ở đâu ra? Thầy. Đủ chưa? Còn một cục nữa. Để bước đi, dạo nó thoát không có hỏng. Nhanh lên. Trời này thông thảo quá, giống như là biết vua. Ai lại đỡ em đi anh? Ai cái này? Đỡ em. Trời ơi. Mà đừng có nổ bây giờ. Cái bông đừng có lên bà ơi. Cái bông đừng có lên. Đừng có hở cái bông. Ê, cái thằng thả xuống là để bẻ bảo mà. Cái thả cái mình xuống là bẻ à. Cái mình em đủ ký rồi. Tiếp nữa. Rất dễ luôn á. Con này dễ nha. Rắn. Nó tròn tròn. Dài dài to to á Ngọc. Con cá dương vật. Rắn. Sai. Dùng dắt. Dương. Không có được nhắc. Không được nói chuyện. Không được nói chuyện. Con. Làm tiếp đi. Làm tiếp đi. Làm thấy không làm thế là to rồi, dài rồi. Rắn chăn. Có. Chính xác. Đúng rồi. Phải làm dài để nó đoán được chứ. Chị phải làm cái đầu nó bự lên nhìn rồi thì em mới dễ được. Ê. Con gì nè? Con duyên. Trời ơi, con tim nó ghê chứ. Rất dễ con luôn. Con mèo. Con bướm. Yeah. Hay quá. Con thể hiện tâm sáng đó. Dễ mà dạ. Nè con bướm vậy dạ. Thôi nè trời ơi. Kê kê chỉ kìa. Nửa bướm nửa sao con nào cũng dài vậy. Vô chị dạ con nào cũng dài vậy. Cặp làm đôi. Họ hả? Chị dễ vậy. Ôi trời đâu biết chữ đâu mà biết hả? Tạ dạ. Rồi đúng chữ rồi. Dạ. Con dạ. Ba dạ. Ba dạ. Lộc bị dạ.
Qua không? Dạ. Không, dễ. Dễ, cái này dễ luôn. Trời ơi, dễ ạt. Chị cái nào chị cũng nặng có một con duy nhất à. Cái đó là... Trái cây. Trái cây. Trái cây. Cái gì? Sai rồi. Bông. Đúng. Bông cải. Sai. Bông hoa. Đúng. Chính xác. Thật sự ở đây là khi mình chơi chị già phải cuồng tượng dữ lắm. Em mới có thể đoán ra được, em hôm nay là đoán nổi. Trời ơi, đây là bông hoa, đây là thân hoa và đây là bông hoa. Wow. Không có bông hoa nào mà chọn một sao lá cây gì chọn cái này nè. Chị nặng ra cái đó thì em còn đoán ra được bông hoa chứ. Hai đội đều đã hoàn thành được hết cái thử thách của mình. Và thời gian của đội Kỳ Duyên là 4 phút 42 giây. Của Lâm Vĩ Dạ là 6 phút 35 giây. Rồi kìa. Như vậy là sau trò chơi này thì chúng ta thấy là đội bên đây không những cao, đẹp mà còn nhanh nhẹn và thông minh. Đội bên đây không những không được cao mà còn lầy lội nữa. Hình tầm bậy tầm bạ không? Vậy là được 6 phút mấy, ghê hả? Được chơi ba cái thọt thọt vô nhau nè. Cái mỏ gì dạ ghê lắm. Cái vấn đề là người ta tập trung ra chơi thì không? Bà ăn chút xích trong kem, lúc mà bà hạ miệng ra thì Lan Ngọc bắt gặp cái hình ảnh mà nó nhai lỡ mà đậu. Rồi lúc bà lỡ rút ra cái ủa, em đang chơi hết mình mà mọi người sao vậy? Với lại hỏi luôn nè, ở nhà mình tập thể dục ở đâu hả? Em nói là em không có chơi được những cái trò gặp bụng. Em chỉ là yoga hoặc là những cái gì bay nhảy thôi. Đâu yoga thử coi. Đi vô đây ta lấy cho mình ga. Tào lao là giỏi rồi. Sau trò chơi đầu tiên, đội đẹp cao hoành tráng thắng 1-0. Bây giờ trò chơi tiếp theo, chúng ta phải dùng trí não, thần kinh, não trái, não phải cũng như tất cả xúc giác để chúng ta tưởng tượng ra, chúng ta hình dung ra tất cả mọi thứ để chúng ta mang về chiến thắng. Mình không cao thì mình phải chơi giỏi. Đúng. Lùn phải... nhưng cái não mình lùn nhùng. Ý là nhiều nếp nhăn á. Thông minh. Thông minh. Ừ, hồi nãy là thấy thông minh đó. Quá thông minh anh. Quá thông trời minh. Ơi, em mà không thông minh em không thể nào đoán ra được những cái hình trù tượng đó của chị già hết. Không ai có con bướm. Thưa quý vị, bây giờ là trò chơi tiếp theo trong chương trình 7 nụ cười. Cảm ơn quý vị quay trở lại với chương trình 7 nụ cười. Đây là trò chơi bóng rổ ngồi. Thế nên tất cả đều ngồi để chơi bóng rổ. Quy định là không được rời vòng 3 khỏi cái thảm này. Hãy chơi trong ôn hòa. Đừng cào xé, đừng chụp giật dập đánh, ôm hung hít. Có làm cũng không lại. Nhưng mà biết đâu được là cái dạ hãy chơi trò cứ dịch vừa tới. Ai mà ngồi chung với chị dạ phải đeo khẩu trang hay? Đúng vậy. Thật sự là chị dạ dơ mà đồng đội tụi em cũng muốn đứng gần nữa. Tôi về với đội tôi. Không. Rồi, mời ngồi xuống nào. Đây. Bây giờ quy định mỗi cặp là một ô, dĩ nhiên nhìn màu áo là biết ai đội nào nhé. Đội của Kỳ Duyên sẽ là màu xanh. Trương Thúy Vinh đang là người gần cái rổ của mình nhất. Màu đỏ là của Lan Ngọc, Thủy Ngân và Lâm Vĩ Dạ. Chúng ta làm sao bóng phải vào cái rổ của đội đối phương nhiều thì mình chiến thắng. Chúng ta có 2 lượt chơi. Sau 2 lượt chúng ta cộng tỷ số, đội nào nhiều bóng hơn thì chiến thắng. Ok. Bắt đầu. Không có đè người ta, ôm ta, mê ta hả? Chuyện đó ngay, chuyện chơi đi phải kia. Không đi chậm lắm. Đừng quên. Chạy đi. Dạ. Vô luôn. Dạ.
vậy thưa quý vị là bàn thắng vừa rồi không được công nhận. Bóng rổ ngồi là chúng ta ngồi để chúng ta quăng vào rổ, tôi đã quy định rồi. Sao nãy giờ đối thủ của em toàn là nhổm dạy đè em không vậy? Nhổm dạy đè là chuyện của người ta, nhưng mà khi ta quăng vào rổ mà cái is round 3 and not là không tính. Tôi trọng tài. Hey, bà Minh Điển, bà Lan Ngọc là bà tranh thủ để bà nằm xuống rồi hai bà ôm nhau mà. Bà không có chơi. Tôi đề nghị là chúng ta phải chơi đàng hoàng chứ. Dạ, em rất là điềm đạm, chẳng phải giành giật nhau đó, gì cả. Mới vụ em không? Vô. Ngồi xuống Vinh. Chị Quang xém vô không đó? Sao con? À, anh Vinh này kỳ quá à. Trời ơi. Quá ta. Buồn em trái con Vinh. Về chỗ mình. Về chỗ đi. Đưa tôi. Hết giờ. Mệt quá. Trời ơi, tôi quy định là mỗi người một ô mà mấy người không cần chiếc bánh, mấy người ôm nhau tha thiết à? Trời ơi, sao chơi cắn vậy anh? Ai cắn? Chị Ngọc cắn thế em. Phải bịt mồm nè, phải bịt mồm nãy rồi nè. Chị Ngọc cắn thế em kìa. Phải đi cho thuốc rồi nè. Rồi, Hiệp hai chuẩn bị sẵn sàng. Có ai đổi vị trí không? Đổi. Em đổi xong Vinh. Ủa? Dạ, qua gặp chị không? Qua gặp chị đó. Ok, rồi, vô. Vô. Kéo. Chúng ta là nghệ sĩ. Dạ đúng rồi. Đừng có dùng cái hàm răng cắn vòng ba người ta. Chúng ta nhớ, chơi là giành trái banh này, chứ là không phải kiếm mấy trái banh kia nha. Nhớ trái banh to nhất, đừng kiếm mấy trái banh nhỏ nha. Nhớ dùm nha. Nhớ chơi trong từ tốn. Anh đang giống vậy, xiết thú á. Vô. Đi.
Buông ra cho người ta chơi. Em về đây Ngọc ơi. Em về đây. Đưa đây cho chị. Bà Ngân hổ chân rồi, hổ chân rồi. Bà Ngân bà dở thì đưa cho Ngọc là vô rồi. Trời ơi, cái bánh chạy qua không vô. Ném luôn đi. Chắc chắn là lùn như chị vậy không thể che được. Hả chị hả? Hai bên ơi. Chụp ngắn qua đây. Đúng rồi. Trời ơi. Tiếp tục. Không đi về đời của anh Minh Triệu. Trông gì tổ. Gáo. Phải lừa được Vinh. Ngồi ném mới tính nha. Ngồi ném mới tính nha. Ngồi ném mới tính nha. Chúng tôi xin phỏng vấn một vài nghệ sĩ. À chào chị, tại sao chị không chơi mà chỉ đẹp người ta chị cắn vòng ba không vậy? Không có, cắn vòng ba là bên đây. Không phải em. Thì ba hết được cắn. Không phải chứ, chị cắn vòng ba mà còn cắn luôn cái vòng này nữa nè. Cái đó rách quần luôn, kỳ duyên rồi. À chào chị, nhà mình không có sắt, sao chị ngồi chị cắn sắt hoài vậy? Không phải anh ơi, em ngồi đây, em ngồi em tỉnh để em nhìn mọi thứ động. Em cảm thấy nghệ sĩ thật là ghê gớm quá. Thật là hải hùng quá. Họ dành nhau chỉ vì một trái banh mà thôi. Trò chơi này có hai hiệp và chỉ có một bàn thắng được ghi bởi Minh Triệu. Có nghĩa là gì? Game trước họ thắng, game này họ lại thắng. Tỷ số hiện tại là 2-0 cho đội đẹp Minh Triệu.
Thưa quý vị, đây là trò chơi được mang tên Chiếc Dù Kỳ Diệu. Trò chơi này sẽ có 3 cặp đấu. Đầu tiên chắc chắn là Trí Thinh và Ninh Dương Lan Ngọc. Dạ. Mỗi cặp sẽ có 3 câu hỏi. Chúng ta sẽ có 7 giây để đưa ra 3 đáp án. Ai quản tù xì mà thắng thì có quyền chọn trả lời hoặc là nhường cho đội bên kia. Nếu nhường cho đội bên kia mà đội bên kia trả lời không được thì họ bị ăn bột. Ngược lại thì cái người nhường sẽ ăn bột. Dạ. Mời hai bạn vào vị trí. Cố lên. Cố lên. Cố lên nha anh nha. Bảo trọng nha anh nha. Yeah. Ê, ê. Ninh Dương Lan Ngọc là một cô gái hồn nhí nhảnh nhưng rất là dữ dội. Có lời nói gì không? Anh Vinh, anh có muốn chơi lớn không? Anh không, anh không. Không. Không hả? Không thôi. Chán thiệt luôn á. Mặc lại đi em. Anh sợ cái trò này lắm. Hãy để cho hai người phụ nữ kia chơi lớn. Được. Mời quán tôi xì. 3, 2, 1, vô. 1, 2, 3, vô. Thẳng. Yeah, em nhường người trả lời. Trong 7 giây, hãy kể tên 3 con chim không biết bay. 3 con chim không biết bay. Chim cánh cụt, cá chim, chim, chim con. 3 con chim mà tự nhiên cá chim vậy? Tự nhiên cá đi, tào lao. Vô. Tự nhiên bao chim, cá chim. Rồi chim con tào lao nữa. Con chim cánh cụt, con đà điểu, con chim cút chiên bơ. Hay quá, bắt tay gái, bắt tay gái. Trời ơi, đó. Con bé thật là thông minh, đáo để. Mời quả tôi chị, 3, 2, 1, vô. Trời ơi, sao nào? Như. Có lời gì để nói không? Không. Em biết là em bị đổ bột rồi. Không, câu này vô cùng dễ. Ok. Trong 7 giây, hãy kể tên 3 bộ phận trên cơ thể bắt đầu bằng chữ L. 3 bộ phận trên cơ thể bắt đầu bằng chữ L. Lưng. Lưỡi. 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 Lưng nè, lưỡi nè, lường nè. Cái lường là cái ba sườn mình đó. Ôi thằng bé thật là trắng. Ủa sao bên đây sạch sẽ vậy? Chẳng hiểu luôn. Em muốn chơi lớn không? Trời ơi, bé thật là đáo để. Mời quán tên gì? 3, 2, 1. Em mà con chết. Dương. Dạ, wow. Em chấp nhận. Hãy kể tên 3 hoa hậu Việt Nam. 3 hoa hậu Việt Nam. Nguyễn Lê Trần. Ba hậu của Việt Nam đúng không? Ba hoa hậu. Chị kể cái gì vậy ngạo? Kể ba cái họ. Ba cái họ. Em bịch kỹ quá, cái em nghe đâu có được đâu. Em nghe là kể ba họ của Việt Nam. Trời, em tự hào Nguyễn Lê Trần. Sai. Dù gì thì đội của Lan Ngọc thắng ở lượt này, xin chúc mừng. Mời cặp tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Có lời nói gì với đối thủ của mình không? Em nguyện nhường hết thôi chị. Chơi lớn đi Duyên. Một lần và mãi mãi. Không về gội đầu mệt lắm chị. Trời, em làm sao vậy? Trời ơi, trong đội của chị là Ngân yếu nhất, không bao giờ thắng. Ngân cùi bắp chơi lớn không? Chơi lớn không? Chơi không? Chơi lớn không? Mạnh mẽ lắm. Chơi lớn không? Hey. Wow. Như vậy là hoa hậu đã thách đấu. Anh có bây giờ mình có được rút lại lời thách đấu không? Không kịp rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Mời quán tụi chị. 3, 2, 1, vô. Nhường. Chết chặt. Trong 7 giây, hãy kể tên
ba bài hát viết về Hà Nội. Ba bài hát viết về Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội mùa này bắt cái cơn mưa. Không phải đổ hai lần, chỉ có một lần thôi, mà trong dù kia người ta có bonus, người ta có gọi là cơm thêm đó em. Không ai như em. Đây là người ta gọi là công chúa tiết đấy mọi người. Mình cứ từ tốn, phải đúng sang trọng à. Lên. Em hại em. Chị ơi, chị nhìn em này. Ok, ok. Rồi, không sao đâu, cuộc sống rồi, mà. Rồi, còn dài mà. Lần thứ hai quả tôi chị xin mời. 3, 2, 1. Hey. Cú đấm. Yeah. Thôi dễ vậy. Cái gì vậy? Cái gì? Em Nhường. Nhường, hãy kể tên ba món ăn người Hà Nội hay ăn sáng. Phở, bánh cuốn, xôi. Tôi hỏi theo thứ tự rõ ràng, ban tổ chức làm chứng cho tôi. Rồi, cái vụ này anh sao không có bật ra được luôn nè. Thế là rồi, trong cuộc chơi nè. Trời, bạn bè quay lưng. Thả chén. Cảm ơn em đã đồng cảm với chị. Ủa người ta ra, bớt ăn gian lại. Mời về vị trí. Mời quán tôi xì. 3, 2, 1, vô. Chị nói em nghe nè, mình đi chơi trò chơi á thì á mình phải trả lời một câu cho khán giả coi mình là nghệ sĩ, mình phải có lòng tự trọng. Làm rồi, làm rồi. Vừa trả lời xong đó. Vừa trả lời xong có sâu. Trả lời rồi mà. Sâu phở với lại bánh cuốn đây. Ba bà người ta đều ra cái búa đầu tiên hết mà vẫn không biết. Ra cái kéo hoài. Bây giờ quả tam ba bận em nhường luôn. Mời ngồi xuống. Ê, bây giờ chị mà trả lời đúng là đến lượt em ăn đòn đó. Câu hỏi của chúng tôi trong vòng 7 giây. Em sợ thua. Hãy kể tên ba nam diễn viên nổi tiếng của Pakistan. Cái này hỏi chơi. Hỏi chơi mà. Em sao vậy Ngân? Em bấn loạn hả? Bả bị mất bình tĩnh, chưa gì hết. Đây nè, đây là câu hỏi chính của chương trình. Hãy kể tên ba thành phố bắt đầu bằng chữ B, tức là chữ bờ. Hãy kể tên ba thành phố bắt đầu bằng chữ B, tức là chữ bờ. Vô. Bình Tre trả lời đi. Bình Định, Bình Tre. B nào, B khỏe. Lại nha. Bê gì anh? Người ta đọc rõ ràng là chữ B, bờ. Rồi hỏi B bê gì? Em nghe nói là B phở. Chữ B là chữ bờ, nói rõ ràng. Không, bây giờ em tức quá, bây giờ cho chị em chơi lại một câu nữa. Chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Mời ngồi, mời ngồi. Hết dù rồi. Không cần dù luôn. 3, 2, 1. Vô. Vô. Thắng rồi. Em nhớ. Trời đất ơi, tưởng gì. Em trả lời đúng nhưng mà xem tiếp đây này. Hãy kể tên ba cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ba cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. À, Tiến Dũng. Tiến Dũng này. Bắt tay. Không phải. Trời lớn nè em ơi. Em ơi trời lớn đi. Còn nữa hả? Cái gì nữa vậy? Này, tôi bị có một lần thôi. Sao đồ lắm thế? Dù gì thì người ta cũng chơi đẹp. Người ta chơi đúng ngoại rồi. Lệ một lần chị mà đó. Người ta vẫn thắng, xin chúc mừng. Bây giờ là lượt cuối cùng. Xin mời Minh Triệu và bà Thím làm vị dạ.
Xe lớn luôn đi chị ơi. Mời quán tụi chị. 3, 2, 1, vô. Nhiều. Ủa, chị đang chạy cô dễ đi. Kể tên ba người chắc chắn xấu hơn bạn. Kể tên ba người chắc chắn xấu hơn bạn. Long Ý Dạ, Thúy Ngân, Ngọc. Đâu đi. Đã bị người ta chê xấu rồi mà còn mà bị ăn bột nữa. Tên chị còn chê gì nữa, đổ rồi mà. Xin lỗi ba chị em nha, nhưng mà mình vô game rồi mình phải thẳng thắn thôi. Không sao đâu, mới câu đầu tiên mà. Nhường đợi chút xíu để người ta mừng nhục. Hai đứa lát đi cửa khác về nha. Tôi xin cá cược. Bình thường là đổ mấy ký? Bình thường là tầm 1 ký. 1 ký, bây giờ tôi chơi 2 ký. Hai đứa đang hỏi, nếu ai thua ăn 2 ký bột. Đồng ý thách đấu. Rồi. Chơi lớn đi chị. Mời bột gấp đôi. 3, 2, 1, quán tôi xì, vô. Chơi ra sao cho ăn gian? Không, đúng rồi. Cùng lúc. Chọn trả lời hay không trả lời? Nhường. Nhường. Quá em ơi. Nhường thì trả lời thôi, xin mời MC đọc câu hỏi. Hả gì? Hai cái bột đã sẵn sàng cho tôi chưa? Câu hỏi của chương trình là: kể tên ba loại bánh không ăn được. Kể tên ba loại bánh không ăn được. Bánh xe. Bánh xe nè, bánh xe là có bánh xe đúng không? Bánh xe. Chơi lớn. Chơi lớn. 2 ký bột. Cái này mới có 1 ký hả? Thực ra nãy giờ lần nào cũng 2 ký hết trơn. Cho nên vừa rồi thách đấu chỉ là tới 4 ký. Tôi chơi 4 ký. À vậy hả? Rồi gấp đôi lên là 4 ký. Rồi bên đây mà... đồng ý không? Đồng ý thách đấu. Bây giờ chơi thách đấu kèm thêm một đồng đội đi theo. Bây giờ thách đấu kèm đồng đội không? Tôi chơi kèm thêm một đồng đội đi theo. Không, chị Ngọc nè. Chị Ngọc. Chào chị. Đối thủ của em lên rồi kìa. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Một vòng trái đất, anh ngồi kia, em ngồi đây, hai mình không bị gì. Thưa quý vị, bây giờ tôi mới biết trò chơi này quan trọng là quán tôi xì thắng, chứ không phải là quan trọng trả lời. Lần này tôi tố 4 ký bột và một người còn lại sẽ hạ mặt lên trời, đó là chị. Không. Em không phải đồ chơi của chị. Đội nào thua thì người còn lại sẽ ngước mặt lên trời. Đồng ý hay không? Quan trọng người ta có đồng ý không nè. Đồng ý. Không. Không đồng ý. Đúng. Đúng. Ủa mình có quyền không đồng ý đó. Hay lắm chị ơi. Vui thôi đừng vui quá, ông lại ngất hết cả da đó. Đúng rồi, ngất hết cả da. Mời quán tôi xì. 3, 2, 1. Vô. Vô. Em quá. Xin hỏi nhường. Chọn trả lời hay nhường? Nhường. Nhường. Nói cái gì dạ? Mời đọc câu hỏi. Còn cái gì nữa đâu mà. Đâu còn cái gì nữa đâu. Mình là đàn chị cho đàn em nó noi theo. Thất vọng về chị dạ ghê, không tốt bao giờ mà đâu mà noi theo. Thua gì liên miên 3 lần. Đây câu hỏi của chương trình. Kể tên ba cái hồ ở Đà Lạt. Kể tên ba cái hồ ở Đà Lạt. Hồ Xuân Hương. Hồ Than Thở. Hồ Tuyền Lâm. Hồ Tuyền Lâm. À, chính xác. Yeah. Như vậy là đã kết thúc trò chơi ngày hôm nay. Đúng. Không sao chị à. Ủa không vô luôn á. Tối thêm một câu nữa. Nữa. Chơi nữa à? Nữa. Một câu cuối cùng nhé. Câu. Mời ngồi. Chơi nữa à? Chơi nữa. Nhà tự mua bột chơi. Tới đây thôi chứ chơi gì chơi hoài vậy. Có chơi đi, người ta muốn chơi nữa. Rồi chị. Mời người Lan Ngọc vô chơi. Đúng rồi, mời Lan Ngọc vô chơi. Lan Ngọc.
ông tầm này liếm sĩ gì nữa mà mặc áo mưa. Vô đây. Bồn chuẩn bị. Vậy thì tầm này liếm sĩ chứ mà không ba đứa chơi. Này đó. Cái này nó nguy hiểm lắm. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Bây giờ thưa quý vị, vì họ quá trung sức. Đúng. Nên họ yêu cầu chơi toàn đội với một câu hỏi cuối cùng. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Vô địch, vô địch. Qua lột đồ chị chịu luôn. Ăn bột, ăn bột. Qua lột đồ chị dạ luôn, chị lột đồ không, chị không, dạ không. Chị dạ bị hen, chị bị hâm. Chị bị xuyến. Bây giờ ai quản tôi xì, giơ tay. Nào ai quản tôi xì. Em. Hai người thua hết không chơi được. Rồi, 1, 2, 3, vô. Em đánh vô. Chị luôn á. Trời ơi. Đã biết rồi, ra cái búa đầu tiên rồi. Mời vô vị trí. Trong vòng 7 giây, hãy hát 3 câu nhạc trong 3 bài hát khác nhau. Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng. Chia cổ chim nô trên cành cao. Chia con với bà kia đó là có sự. Rồi, cảm ơn Kiều Duyên đã thay hình phạt ban tổ chức. Cho tôi nói trước khi công bố kết quả, hai đứa bất hiếu. Hai đứa nói suối tôi chơi chung, cuối cùng bây giờ tôi đứng đây bột vừa chuẩn bị đổ, tôi chưa kịp chạy, tôi chạy chứ. Chứ chị có mặc áo mưa, tụi em có mặc cái gì đâu, thì mẹ phải chịu hết cho tụi con chứ. Đồ bất hiếu. Sau khi đã thua hết rồi thì giờ mình không còn chơi bời gì nữa, mình chấp nhận đắng cay rồi. Chúng ta sẽ bước qua một phần khác, đó là phần kịch của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân mà quý vị đang chờ đợi. Vỗ tay cho phần kịch được phép bắt đầu. Làm gì Ngọc? Đau bụng người vô trong con. Gì ba? Làm gì á? Dạ. Con đang tập. Tập cái gì vậy ba? Con tập đi theo hậu. À, đi qua hậu trên phường á hả? Qua hậu quý bò. Mày đi theo qua hậu hả? Dạ. Ai chấm cho mày? Ôi ba mắc cười quá, bây giờ là người ta có qua hậu quý bà là tuổi con trở lên không đó. Mày có thi qua hậu phù thủy thì được. Cái ba phù thủy mày đẹp nhất thì được. À, sao á, ba phải tin là con ba đẹp đi ba. Ví dụ bây giờ con có là hoa hậu đi ba cũng nở mặt nở mày đúng không? Cái lúc mà trao giải là tao mời ba lên đó. Thôi, cái mặt tao nở chừng này đủ rồi. Ba cười. Bây giờ có chồng có con là lo cho chồng cho con đi thi hoa hậu. Hoa hậu là phải đẹp, người ta phải lộng lẫy, cái mặt sáng. Thấy không? Cái mặt mày cởi 4 cái chén bánh bèo là để là hợp lý luôn mà thi hoa hậu. Từ đây tới đó con sẽ phấn đấu để có thể trở thành một hoa hậu. Con sẽ giảm cân. Mập có thể là ốm được, ốm có thể là mập được, nhưng mà lùn không bao giờ cao được. Điển hình là tao. Đó là ba. Ba là đàn ông, còn con là phụ nữ. Con có thể mang giày 2 tấc cũng được. Thí dụ mà lùn quá con chơi cà kheo đi luôn. Con này nó chưa hiểu vấn đề đó. Hiểu gì? Cái tiêu chuẩn gọi là tối thiểu để thêm hoa hậu là nó phải cao, phải nhan sắc là ô cơ. Thì con sẽ hóa trang làm sao cho con đẹp lên. Hoa hậu là phải hội tụ đủ về kiến thức, về hình thức, kỹ năng, kết quốc. Cái gì ba? Kết quốc là đi quay lợi đó. Phải biết hoa hậu là nó gì. Mày thấy hoa hậu chưa? Con coi tivi hoài. Coi tivi cho bằng mắt thường. Đây cho mày gặp hoa hậu. Đó. Thấy chưa? Ngồi đây con. Chào ba. Em ở chị ạ. Nhớ không? Làm sao nhớ được? Ai vậy ba?
Con Duyên á, lúc mình ở dưới quê là nó có 3-4 tuổi à. Ủa lúc đó nó xấu quá à. Sao giờ nó lớn nó đẹp vậy? Con nít làm sao biết sau này lớn cháu hay đẹp. Bây giờ mày thấy không? Đây, cái giò nó bằng cái mình tao luôn mày thấy không? Đứng qua đây coi. Thôi ba, đứng qua đây. Đứng sao? Đứng ở đây coi. Đứng qua đây mà, bỏ đôi guốc ra coi. Hồi xưa chị em mình chơi coi cùng nhau mãi chị không nhớ à. Ờ, hồi xưa mày chở đi ăn cà lem của em nhá. Trời ơi con bé, mới tới nách nhỏ người ta. Nó nói gì con cũng tới cái đầu của nó chứ. Nó hoa hậu ra Việt Nam đó. Trời ơi, đẹp dữ thần vậy em. Ủa chị vừa chê em hồi bé em xấu lắm mà. Thì hồi nhỏ xấu lớn đẹp. Hồi nhỏ chị đẹp dữ lắm. Sao giờ mày xấu dữ vậy? Thì đó, ba nuôi sao mà con xấu vậy đó. Mày vô duyên quá. Xấu đẹp là do mà cái quy định của nhân loại chứ. Thôi ba ơi, tại ngày xưa má đẹp lắm. Má lấy ba xấu mà cái gen ba mạnh quá, con xấu giống ba. Biết vậy đó, con suối má lấy ông khác cho rồi đi. Má mày lấy ông khác chắc có mày hả? Con muốn làm hoa hậu à, ba đừng chê con nữa. Ngồi xuống. Trời ơi, hoa hậu tới nhà, hoa hậu tới nhà. Là nãy giờ là chưa có lời chào đến ba với cả chị. Nãy vô khoanh tay chào rồi. Ngày hôm nay là em qua thăm bác với cả thăm chị. Với cả là hôm nay là cũng nghe Phong Phanh bảo là chị có ý định đi thi hoa hậu đúng không? Đúng rồi. Chị có cần em cho chị những lời khuyên hay là cho chị những cái kinh nghiệm gì không? Khoan, ta thấy ta đâu có lẩu gì đâu. Ai phạt vậy? Ngồi xuống. Em, chị đang muốn hỏi là bây giờ thi hoa hậu mình cần cái gì? Chị thấy là bây giờ thi hoa hậu là cần cái gì? Không biết mà đừng cần cái tướng du côn đó được rồi. Thi hoa hậu thì phải cần chiều cao ạ. Nhỏ, nói vô một vấn đề xong tan tành chất bọng. Không, em chưa nói hết. Đấy là thi hoa hậu như bọn em thôi. Còn nếu mà chị thi hoa hậu quý ba á, chiều cao thì đừng thấp quá là được. Chị mang dài vô là cũng 1m7 chứ bộ. Nói chung chị thấy là bây giờ chị là sắc đẹp có, chiều cao thì cũng tạm có đi, không? Mà chị rất tự tin nữa. Trời ơi, trong cái phường này ai đẹp bằng chị? Em bảo này, tại sao bây giờ là chồng con đề huề các thứ rồi, tại sao đi thi hoa hậu làm gì, sao không ở nhà chăm sóc cho chồng con đi? Không em, bao nhiêu năm rồi chị ở nhà là một người phụ nữ của gia đình. Bây giờ chị phải bước ra ngoài, chị phải có danh phận chứ. Người ta có câu là sống trên cuộc đời này phải có danh với núi sông. Ít nhất tên của chị phải được search trên Google. Nhưng mà search với nội dung gì là một vấn đề khác đó. Hoa hậu quý bà. Hoa hậu quý bà nào thì được. Ba, cháu lắm tôi ơi, mà đi mà nhục nhã mà gia đình lắm. Dưới quê đó trời, con đi thi hoa hậu. Gộp. Ba kỳ quá, thí dụ em nghĩ đi, nếu mà chị làm hoa hậu thì như em làm hoa hậu gia đình em cũng nở mặt nở mày đúng không? Rồi cái người ta biết tới mình là người nổi tiếng thì mình cũng được nhiều cái lợi ích lắm. Nè, ai gọi mày nè? Nên chị... Alo. Cái gì? Trời đất ơi, đâu phải chó, nhà tôi không có nuôi chó bà nội ơi. Mệt ghê. Cái gì? Bà nói một lần nữa là tôi qua tôi hốt tôi nhét cái họng mà. Nghiêm quá à, ăn vốn lộn người bà nội. Cái gì vậy? Trời này chị đi. Có nhà ai đi bậy á, xong cái đổ thừa nhà mình nổi điên không? Trời ơi, nó nói chuyện tưởng như thi hoa hậu, hoa hậu kỳ tơ không? Sao ra chị lại nói chuyện như thế? Ủa hoa hậu là không được nói chuyện. Bây giờ giả bộ này, này cầm điện thoại lại nè. Hoa hậu là phải cầm... á nhẹ nhàng chuyện, đúng không? Đúng rồi, nhẹ nhàng kiểu như điện này thoại này. Cho bà nè, điện thoại cho bà chính, xin lỗi bà nè. Alo, cháu đây. Vâng, có chuyện gì không ạ? À, con chó nó đi bậy ấy ạ. Dạ không có vấn đề gì đâu bác, tí nữa cháu dọn cho ạ. Dạ đó, chị phải nói chuyện như thế. Thấy chưa, thấy hoa hậu người ta nói chuyện đó, chưa? Trời ơi, sao lại ai lại chửi hết, chửi tung lên như thế trời. Phải nói chuyện vậy hả ba? Đâu, gọi lại nói chuyện thôi. Alo. Dạ con Ngọc đây. Ủa ba cướp máy rồi. Bà nói gì mà bà cướp máy? Bà nói mày đừng có xạo, con Ngọc không bao giờ nó có giọng này, bà cướp luôn. Đó thấy chưa? Thấy chưa, sao tôi mệt quá, hai chị em bay nói chuyện đi. Tao đi công chuyện lát tao về, nghe chưa? Con, dạ. Khi nào mà đi mà thôi giờ để bác chở đi vòng vòng thành phố. Nhưng mà phải chỉ con vài cái phần ứng xử thôi, chứ. Bây giờ bác cứ đi, đi đâu bác đi đi ạ. Dạ. Con phải biết một điều. Dạ. Có những sự cố gắng nó trở nên vô ích, con hiểu không? Dạ con chào bác ạ. Ừ. Dạ. Trời ơi con nhỏ, nhìn cao mà bực luôn á. Ơi chị ra đây. Ơi chị cái phần ứng xử, chị nghĩ cái phần đó là cái phần mà quyết định là mình có được hoa hậu hay không. Không, bây giờ trước tiên là chị phải đi dép cho em, thì cho hoa hậu thì lại chân đất chân nôi này nhỉ. Rồi. Giờ chị đi dài vô ha. Rồi. Giờ chị làm gì nữa? Thi hoa hậu là mình phải có thứ nhất là về trình diễn này. Cái thứ hai là mình sẽ có những cái phần thi về ứng xử như thế nào này. Nhưng mà nó có một cái phần thi mà em không biết là chị có ngại không. Đó là phần gì? Thi là mặt mộc quá. Ủa là không có trang điểm gì luôn hai em, để mặt trắng trơ trắng trạch đó hả?
Đúng rồi, là bác sĩ thẩm mỹ xem là mình có phẫu thuật thẩm mỹ cái gì không, mình có chích môi là mình có làm gì không đó. Chị sợ là khi mà chị tẩy ra đó thì bác sĩ sẽ khuyên chị nên sửa. Đến phần diễn bikini đi. Tại vì là cái phần diễn bikini là cái phần diễn mà tất cả mọi người đều trông đợi. Chị nghĩ là với cái phần bikini của chị chắc không ai trông đợi đâu em à. Đây là đồ để chị mua để chị chuẩn bị cho cái show diễn của mình đó. Có cái phần trang phục gợi cảm, chị đã mua bộ này. Cho nên hay là thôi bây giờ mình mặc bikini nhưng mà mình chỉ che mỗi cái bụng thôi. Giống rồi. Mình thử nhá. Một là chị cầm tay giống như em nhá. Kiểu chị đi chị phất qua phất lại như thế này này. Rồi còn hai là chị khoác lên người giống như kiểu là mình che che các thứ khi nào mà ví dụ như là kiểu mình đến lỗ chỗ quay ấy. Rồi. Mình ấy như này này. Rồi. Đó để kiểu giống như hiệu ứng ấy. Ok. Gì vậy? Còn chị đi làm sao? Mà sao chị lại che mặt như thế? Tại chị sợ á, chị cũng không muốn mọi người biết thân hình đó là của chị em mà. Bây giờ chị không tự tin ở phần thi bikini ở chỗ nào? Chị phải nói em, bây giờ chị có gì chị nói thật với em này thì... Chị không có gì, chị mới ngại, chị sợ. Chị ngồi đây với em, chị ngồi đây với em. Dòng 1 chị cũng không có, dòng 2 chị cũng không có, dòng 3 càng không. Ê, ủa? Anh. Chào em. Chào anh. Mới về à? Dạ. Biết bà đi thi Hoa hậu chưa? Đó, em biết chị đi Hoa hậu nên là em về một cái là em qua thăm chị rồi là em chỉ với chị mấy cái nè. Anh đang giúp bà đây, nè. Đồ ăn tôi làm cho bà, chỉ có rau thôi. Từ đây sắp tới cho tới lúc thi, ăn như bò, như dê, không được ăn miếng cơm, miếng thịt nào hết. Con heo nó ăn rau không, nó cũng mập vậy. Tôi sẽ làm bà không giống nó. Lên đây, tập thể dục đi rồi ăn. Đợi xíu nha, em ngồi chơi bác. Thế bây giờ là đến giờ chị phải tập thể dục rồi đúng không? Thôi rồi, bây giờ mình cứ phải tập thể dục đi đã. Rồi là có gì, tối nay em sẽ quay lại xem là chị cần của em những cái gì nữa thì em sẽ nói thêm với chị nhá. Cảm ơn em. Cố lên nhá. Cảm ơn em. Thì con bé nó giúp là coi như là bà muốn thấy đậu rồi đó nha. Cảm ơn em. Chào anh. Bye bye. Bye bye. Sao mà hậu người ta nói chuyện nhỏ nhẹ quá ha. Đẹp, dễ sợ. Trước tiên là phải nhảy dây tầm 500 cái thôi. Thiệt. Mình phải rút cho khô nước trên người đi. Bây giờ nhảy trước đi rồi lát tôi đo rồi cho bà. Bữa nay đơn giản thôi, không có gì hết. Bữa nay bớt nhảy lại. Không bớt được. Trời ơi. Bà có muốn thi Hoa hậu không? Con á. Bà muốn đăng quang không? Muốn. Bà muốn bà là Hoa hậu quý bà không? Muốn. Nhảy đi. 500 cái ăn thua gì? Để cái dây như vậy đúng chưa? Đúng. Rồi bây giờ mình nhảy. 2, 3, go! Quá. Nhảy dây thì cầm cái dây nhảy. Nhảy như tôi nhảy vậy nè. Đó. Thôi môn này chút xíu nữa tập đi. Để cho chị ăn sáng giờ chị chưa ăn gì hết. Không được, cấm đụng vô. Nếu không nhảy dây. Bài tập mông. Đây. Chị nghĩ mông chị đã đủ rồi. Không chị đủ. Chị sẽ trồng chuối cho bụng chị mặt dồn xuống mông. Bikini quan trọng là cái mông. Nè. Hít. Xuống. Hít. Hay quá, em làm mẫu đi, chị sẽ tập cục này. Thôi. Sai. Trời ơi, nó nặng. Cục kia. Không, cục này. Rồi, bà làm đi. 2, 3. Đây là mông hải tạ. Tôi to chưa bà? Chị đau lưng quá em ơi. Trời ơi, cái cục tạ này nhiêu ký vậy? Cục tạ này nó có 10kg à. Trời ơi trời. Chưa xong, qua đây chưa được tập eo nữa, đứng dậy. Eo gì nữa? Nè, cầm vậy nè nha. Trời ơi trời. Trời, nó siết cái eo lại. Cho nó siết cái eo bây giờ mà. Hay là bà muốn đổi cục kia? Cục này. Rồi, siết đi. Siết kia. 2, 3. Làm nhiều vô, càng nhiều càng tốt. Nghỉ. Chị mệt quá. Chị mệt quá rồi. Cho chị ăn sáng giờ chị chưa ăn gì. Ăn tô rau này vô đi. Ủa, giao đồ ăn cho ai vậy? Cho chị Ngọc hả? Rồi, được rồi, đưa đây, đưa cho tôi. Rau không có gì đâu mà ăn, làm sao chị ăn nổi. Ủa, chị Hai đặt đồ ăn hả? Cho chị Hai ăn. Ủa chị Hai, em nghe đồn là chị Hai đi thi Hoa hậu mà, đúng không? Hoa hậu mà ăn pizza.
Nói nói. Hoa hậu gì? Hoa hậu quý bà. Quý bà gì mà quý bà ăn pizza không có được. Đi thi hoa hậu không được ăn pizza. Trời ơi. Chị Hai nói cho chị Hai ăn. Chị Hai nghe em nói nè, ngồi xuống đây. Kiềm chế lại. Đi thi hoa hậu không được ăn pizza. Hiểu không? Mình chỉ được ăn rau thôi. Ăn pizza mập lắm. Nhưng mà mình ăn một chút xíu thôi không có mập. Bây giờ nào chị muốn ăn đúng không? Đừng ăn. Suy nghĩ trong đầu là mình đang ăn pizza nhưng mà thật ra là mình ăn rau. Đây để em chỉ cho. Mình phải giảm cân chứ. Bây giờ chị đang dư tới 8kg lận. 8kg. Nó dồn vào đây hết 4kg. Người ta nói là không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Biết đâu chị bây ăn giờ. Chị bổ bề dọc không cao được. Bây giờ, không có được. Tôi nói bà em, bà đứng dậy. Thưa chị Hai ăn. Bà có muốn thi hoa hậu không? Chị Hai đói. Muốn. Bà có quyết tâm không? Có. Bà có muốn bước lên đài vinh quang để bà trở thành hoa hậu không? Muốn không? Chị Hai đói quá. Nghe lời em. Tập đi. Nghe lời em. Tập tiếp bài mông cho em. Cố lên chị Ngọc. Cố lên. Chị sợ mấy cái vụ hãy này lắm. Chị Hai. Hai. Tập xong đi em cho ăn. Cố lên chị Ngọc. Chị là hoa hậu rồi. Lắc hông liền, lắc eo liền. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Nhanh lên. Đúng rồi. Nhanh lên. Đúng rồi. Tôi sẽ là hoa hậu. Tôi sẽ là hoa hậu. Chị là hoa hậu rồi. Tôi sẽ là hoa hậu. Chị sẽ là hoa hậu. Tôi sẽ là hoa hậu. Gì vậy chị Hai? Gì vậy chị Hai? Chị Hai, chị Hai. Tính trà bà xuống 1 mét rồi. Ghê quá, ghê quá. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Giờ sao, giờ sao, giờ sao? Đỡ, đỡ, đỡ lên ghế, đỡ lên ghế. Sao vậy, sao vậy? Chết rồi, chết rồi. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, chị làm sao vậy? Tự nhiên bà xỉu bất tiêu rồi. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi. Chị Hai bị xỉu quá ba. Tao nói bao nhiêu lần rồi. Hoa hậu hoa hiết làm cái gì là ăn không ăn rồi. Thể dục quá nên sợ. Rồi, tỉnh rồi. Tỉnh rồi chị Hai. Cái này là bình thường ba ơi, tập thể dục. Trời ơi, nãy anh hướng dẫn chị tập như thế nào mà để chị ra nông nỗi như này. Cái mông bà nhỏ, bụng bà bự quá thì anh bắt tập. Hai đứa bay cũng ăn lắm. Hai đứa bay cũng phải thừa biết là ai có thể làm hoa hậu và ai không thể làm hoa hậu. Thì tụi con biết nhưng mà tụi con đâu có nỡ lòng nào dập tắt ước mơ của chị Hai. Trời ơi, nhìn cái cục tạ to như thế kia mà chị tập bé như thế này. Ăn nó phải đúng, đúng không? Đúng à. Cái gì phải có phương pháp của nó. Giờ nhìn như mấy gà chết thấy không? Tình đó chị. Chị ơi, em duyên nè. Ba con đói. Đó thì mẹ ăn đi. Nó không cho con ăn. Nè nè, ăn đi chị Hai. Trời rau, ơi. Rau. Không ăn rau. Salad thì em xem nào. Chết, sao đây là cái khẩu phần ăn của chị cả ngày hôm nay á anh? Nghiên cứu dữ lắm á. Ăn này là ăn đúng suốt rồi, cả tháng mới được xuống. Trời ơi, sao là cả ngày mà chỉ có ăn rau với cả trái cây không thế này? Không biết ăn chế độ nào mà nó càng ăn bụng càng bự. Nói chung ý là ăn theo chế độ thì là mình phải vẫn có đầy đủ tất cả các chất. Mình cũng phải có thịt, cá, rau. Nhưng mà mình sẽ hạn chế tất cả mọi cái. Làm sao mà để cho nó mình lựa chọn những cái thực phẩm mà nó ít béo nhất. Chứ bây giờ anh cho chị ăn như toàn rau như bò như này làm sao mà chị sống được. Đây nè, đây là rau phối hợp với thịt. Nhưng mà Thôi. Tập bậy tập bạ hết được rồi. Đâu, trời ơi. Để bà nói cho con nghe nè. Ước mơ làm hoa hậu ai không có. Nhưng mà cái ước mơ với cái thực tế là nó phải phù hợp. Người ta phải cao to đẹp như vậy thì ước mơ làm hoa hậu, rồi ta phấn đấu, người ta học hỏi, rồi ta mới trở thành hoa hậu. Còn mày có một khúc giống như cái khúc mà chả lụa, biết cái đòn chả lụa không? Dạ biết. Nè, đây giấy tờ cái bên cái chỗ mà công ty tổ chức hoa hậu Miss gì đó. Đâu con xem nào bác, cho con xem nào. Nó gửi cho con nè. Nó gửi trả lại hồ sơ. Hả? Nè. Trả lại. Đây, đây, ta mới nhận được cái chuyện phát nhanh nè. Tất cả hồ sơ để đi thi hoa hậu nó gửi lại hết nè. Trong đó nó gửi thêm một cái tờ. Nó ghi bằng tiếng Anh thì cũng thi quốc tế mà. Dạ. Ta đọc cho nghe. Dear Ngọc. Dạ. Everything over. Gì ba? Đó, ta cầm thử chấm hết. Đó. BS ATSM. Là cái gì ba? Ảo tưởng sức mạnh. Mày rảnh quá ha. Là con không được hoa hậu hả? Cái ông mà chỉ bắt nhanh, ông nói là cái hồ sơ này mới lên trên bàn mà tẹt tiễn lựa là nó đứng ở dưới cái rổ á. Người ta tiễn 3 lần dẫn đứa rõ trả lại cho cổ chủ. Nghĩ sao chứ hoa hậu có. Thôi gì phải em bảo này. Nói chung là bây giờ là mình cũng không còn trẻ trung gì hết cả. Mà mình còn có gia đình này. Thì làm sao mà đâu có cần thiết là phải đi hoa hậu làm gì. Cũng biết rồi. Nhưng em vẫn tin chị có thể làm hoa hậu. Thôi
ơi. Anh này, anh nhìn mà anh như là cá chết rồi như này, anh không sợ hả? Con biết rồi. Gì vậy? Ba, con biết rồi. Từ nay về sau con sẽ sống thật với bản thân mình. Đừng 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 đừng. Con sẽ không vào. Trở lại anh đi anh. Con sẽ ăn uống đàng hoàng. Nhưng mà con muốn biết cái lý do mà con không được chọn. Có phải là vì con lùn thôi đúng không ba? Không, tại mày xấu. Cảm ơn. Đừng có ăn mà phải quyết tâm lên. Bây giờ là hình phạt cuối cùng của chương trình bảy nụ cười sơ. Đội thắng có 3 người và đội thua có 3 người. Mỗi người của đội thua sẽ được đội thắng quay một con số, sau đó cho ăn một món ăn mà ban tổ chức đã quy định. Đây, Kỳ Duyên chọn ai? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Ngân. Ủa đếm chi vậy? Ủa vậy đếm chi vậy? Bây giờ chúng ta sẽ quay theo chiều thuận kim đồng hồ. Đây là những con số. Ví dụ số 8 thì sẽ ăn 8 cái ở trong cái lồng đó. Còn nếu số 8 mà có cộng thêm cái này là cái món ăn thì có một món ăn riêng nữa. Này là sẽ bị thọc lát một cái, này bị quánh vô mặt một cái, này bị hung một cái, này bị thêm một cái điều hình phạt bất kỳ mà Kiều Duyên muốn. Này là sẽ quay thêm một lần nữa để cộng cái con số vô. Duyên Duyên, trước khi quay chị nói nghe là mình còn gặp nhau nhiều lắm á Duyên. Rồi quay. Thế bây giờ chị muốn vào cái gì? Chị muốn vào số 2. Số 2 thì nó sẽ ra số 12. Hai. Đây. Yeah. 12 miếng à? Kỳ Duyên đã quay vào số 12, có nghĩa là Thúy Ngân phải ăn 12 lát chanh. Oh. Wow. Lát ngọc miệng thơm lắm nha. Mời lát thứ nhất. Lát nữa với nó chị dạ 12 luôn nha. Mời lát thứ nhất. Tất cả chúng ta chuẩn bị quýu giò. Hình như em nãy em bịt miệng anh đúng không? Anh biết hết. Xin lỗi, tôi đã bị chảy nước miếng rồi. Mình lấy 12 miếng xếp đều xong mì dồn vô cho nhanh không? Tùy cách ăn của họ. 2 miếng. Có chia cho Lan Ngọc miếng không? Có chứ, Lan Ngọc phải chịu dùm em 10 miếng chứ. Em chỉ mong số 2 thôi, số 10 là của Lan Ngọc. 4 miếng. Bé có gì đi. 5 miếng. 6 miếng. Chà, cái miệng sai L mới đút vô nổi nha. Mấy rồi? 12. 9, mở có 9 nè, bớt ăn vàng. Ủa anh, cái này là anh phải ăn cả vỏ luôn hả? 10. Đâu, sao lại như thế hả Duyên? Làm gì có chuyện ăn cả vỏ hả em? 11. Ơi 11, nhanh nào. 12. Hơn một trái đó. Mà là đồng đội có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Không có đâu. Đồng đội em cáo trở với anh. Ôi, buốt răng luôn á nè. Chia làm hai đi. Đêm ăn hộ cho 3 miếng. Sao lại 3 miếng hả chia? Sao lại 3 miếng hả Duyên? 10 miếng đi Duyên ơi. Người ta ăn hộ là mừng rồi, mày đặt trả giá nữa. Rồi 5 miếng. Trời ơi, chẳng lẽ đội người ta làm được vậy mà mình không có làm cho đồng đội mình. Yeah. Yeah. Chị mất mặt quá, chị thấy chưa? Không? Chị sẽ giúp em lau miệng cho em. Ăn đi, ăn đi. Trước sau thì cũng đến họ, đau thương sắp đến họ rồi. Ghê quá thiệt, nổi da gà luôn á. Nhả ra đi, nhả ra đi. Rồi, người tiếp theo Minh Triệu, mời quay, chọn ai? Chị quay đi cưng. Là vì dạ. Quay là việc của em, ăn là việc của chị. Sao em không để dạ cho anh? Muốn làm gì đó thì làm. Anh muốn dạ. Anh muốn em. Lần đầu tiên trong chương trình này Vinh muốn dạ. Chúc tới Vinh
tuyên bố là muốn già cho chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Mà không phải muốn già hạnh phúc, mà muốn già đau đớn. Mời Triệu quay cho Ninh Dương Lan Ngọc. Rồi, em sẽ nhường cho đồng đội của em. Ngọc ở đây cứ. Hồi nãy chị có nhớ không, em rất yêu thương chị. Đứng gần lại đây, ví dụ như mà chị quay lại gần tới số 12, em thổi hiểu không? Em thổi cho nó qua 5 cộng cái gì đây nè. Chị chưa biết đó là cái gì hiểu không? Cậu xin trời Phật, con cũng ăn ở rất là tốt, luôn yêu thương đồng đội. 2 miếng, 12, 12, 12 miếng, 12, 12. 2 miếng. Định mệnh đã sắp đã đỉnh cao. Cái này ta gọi là cái nghiệp, nghiệp chướng. Nghiệp quá. Mời ăn. Ngân, em nhớ hồi nãy người ta quay lưng với em không? Đúng. Chị có ăn giùm em 3 miếng không? Không, không, không em. Em không, hứng có chị rồi. Chị xếp giùm cho em lấy thôi. Lấy em ăn giùm Ngân rồi bây giờ em hứng có đây chị. Đây để em lại cho chị. Không, khăn này khăn sạch mới lắm. Chị Ngọc không thích. Cái miệng em bé tí teo. Thì mình chia 2 lần ha. Cái sai miệng nó không được đâu. 3 lần. 3 lần chua nó mới đau. Nó mới đau được. 2 lần chua nó mới đau. Ngọc ơi, Ngọc hiểu cảm giác này lúc nãy không? Thật Ngọc ra ơi. Là em có thể ăn tất cả mọi thứ. Thôi chị ơi đừng cố quá. Nhai Ngọc, nhai Ngọc. Nhai nước, nhai nước. Bỏ ra, bỏ ra. Lần thứ hai. Ghê lắm á. Rồi, Vinh. Lần thứ hai. Thưa quý vị, tôi biết quý vị nhìn Lan Ngọc, nhìn Thúy Ngân đau. Dạ em sợ quá Ngọc ơi. Nhìn Lan Ngọc cũng lại nhìn Thúy Ngân đau là quý vị buồn. Nhưng nhìn Lâm Vy Về đau là quý vị phái lắm đúng không? Trương Thúy Vinh, mình còn gặp nhau dài lắm. Dạ, cái vòng quay này anh sẽ trả cho em. Nào là nước miếng, nào là bê bê bê, nào là bê bê. Anh trả hết cho em. Em xin mượn lời của chị Harry đó là cuộc chơi thì ngắn mà cuộc đời thì dài. Mời anh quay. Được, chấp nhận. Mời hai anh ơi, mời hai. Bây giờ vô số 12 tôi xỉu luôn á. Con số 10. Hay gì mà dơ cao chứ. Không thể tin được luôn. Không thể tin được. Trong khi á, bên này là toàn là mấy đứa em ruột của anh không á. Không biết, vui trong lòng. Ba miệng trước đi. Không, chị chơi một lúc. À, chị chơi một lúc đây, không? Đây, ba này, sáu này. Chị già chứ chị gân dữ lắm. Bảy nè. Mười hai này, chị già ơi. Theo tôi nghĩ, giờ này chắc khán giả đang chuẩn bị vỗ tay. Đừng đông mãi giỏ mà. Được, được, được. Trương Thế Vinh, cảm ơn anh. Không tin được. Ăn và hãy nhớ cái đoạn. Được, được, được. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Trương Thế Vinh đã đưa tôi vào dòng chua cay này. Lâm Vĩ Dạ, sống ở trên đời ơn đền quán trả. Tối đêm nay một đêm duy nhất tại sân vận động Bảy Đồ Cơ Mới sẽ có chương trình Múa Lửa Xiết Nuốt Chanh. Quý vị hãy đón xem và giới thiệu những người cùng đón xem. Anh đi hay hơi nhiều rồi đấy. Anh đi gì? Cậu bóp bẫy rồi. Ai nói lung tình ấy. Ăn bớt hê. Ok anh. Dắt hết nước rồi. Để em mượn. Em đừng có làm như vậy. Hết nước thôi. Em đừng có phá tan thân mến. Như vậy là ngày hôm nay chương trình xin kết thúc tại đây, rất vui vẻ và hài hước. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Chương trình diễn ra trên thành phố Hồ Chí Minh, phần công ty đóng tay Production thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bảy Nụ Cười Xuân.
là hành động cấm biết rồi. Chơi gì nữa? Cũng chưa biết rõ lắm.